Mít ruột đỏ Indonesia vàng trồng bao lâu cho trái, à, cây có dễ trồng hay không và ngoài thị trường đã có thu mua hay chưa? Thì hôm nay trong clip này mình sẽ chia sẻ với bà con về ba vấn đề trên ha. Loại này là mít ruột đỏ Indonesia vàng, hay có nhiều bà con gọi là mít siêu sớm ruột đỏ, cũng là nó nha bà con. Từ khi trồng đến khi thu hoạch của giống ruột đỏ Indo này là khoảng 18 tháng, cũng khá là nhanh cho bà con thu lại vốn ha. Do loại này hoàn toàn mới cho nên tỷ lệ sâu bệnh nó sẽ ít hơn so với loại mít Thái, và ngoài thị trường thì giống này đã và đang bán rất là cao, thì có thời điểm nó lên tới 100.000 một ký luôn đó bà con, và hiện tại thì nó cũng duy trì tầm cỡ 70-80.000 một ký. Giá rất là ổn áp cho bà con mà đang dự định trồng cái giống này. Thì nếu bà con nào mà muốn sở hữu giống mít ruột đỏ Indo sơ vàng này, vui lòng liên hệ số hotline là 0845664499. Chúng tôi sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn cho bà con. Rồi bây giờ xin chào, gặp lại bà con.